Sau khi tiêu diệt nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh chiếm được Thăng Long, lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long năm 1802 và quyết định rời đô vào Huế. Từ đây Thăng Long, từ vị trí kinh đô, trở thành một tỉnh phía Bắc. Nhưng vì muốn yên lòng dân, nên Nguyễn Ánh gọi thành Thăng Long là Bắc Thành. Thời ấy, khu vực quanh Hồ Gươm còn rất hoang tàn sáu năm sau ngày rời đô vào Huế, tức là vào năm 1808, gia Long Nguyễn Ánh đã cho lập một xưởng đúc tiền lớn ở Hà Nội, gọi là Bảo Tuyền cục, để đáp ứng kịp nhu cầu mua bán và thương mại ngày càng cao ở Thăng Long. Vậy xưởng đúc tiền thời Gia Long nằm ở vị trí nào trên đất Hà Thành ngày nay? Đồng tiền thời đó làm bằng chất liệu gì? Trao đổi ra sao và được lưu thông như thế nào? trả lời cho những câu hỏi trên chính là nội dung của ký sự này. Rất tiếc ngày nay không còn nhiều tài liệu nói về dưỡng đúc tiền này. Tuy vậy, số tư liệu ít ỏi còn sót lại và ý kiến của các nhà sử học đều thống nhất rằng xưởng đúc tiền thời Gia Long nằm ở vị trí mà chúng ta chứng kiến trên màn hình, tức toàn bộ khu vực nằm trong giới hạn của bốn đường phố chính, đó là trang tiền phía Bắc Ngô Quyền phía Tây, Phạm Sư Mạnh ở phía Nam và Phan Chu Trinh ở phía Đông. Điều đó có nghĩa rằng xưởng Đúc Tiền là cả một vùng đất rộng, chứ không chỉ nằm gọn gọn trong một vị trí là tòa nhà thương mại mà thời Pháp gọi là Gô Đa. Thời bao cấp, người ta gọi là bách hóa tổng hợp tràng tiền và bây giờ gọi là tràng tiền plaza như một số người lầm tưởng. Về xưởng đúc tiền này, Phó Giáo sư Nguyễn Thừa Hỷ cho biết, nếu mà chúng ta đi từ nhà hát lớn đến bờ hồ đấy, thì có một cái khoảng một cái ô vuông, bây giờ có thể nói là chẳng tiền này, là này phan chu trinh, này ngô quyền, phạm sư mạnh gì đấy, thì cái đó người ta gọi là cái tràng đúc tiền. Ngày xưa Hà Nội thì có hai cái tràng đúc tiền, một đấy là trên nhật chiêu, tức là nhật tân và thứ hai là cái tràng tiền này. Thế thì tiền đúc ra chúng ta để biết ấy, là tiền đồng, tiền kẽm. Đầu tiên là đúc tiền cầm nhưng vì sau ấy, thì là giá nó lên thì chủ yếu người ta dùng cái cái tiền kém gọi là tiền kém như là tiền pha kém nó là một cái hợp kim gọi là tutanac Tức là nó vừa đồng một ít, đồng một ít, kém một ít, chỉ vân vân đấy thì cái chất lượng nó không được tốt. Thế còn những cái đồng mà lớn, đồng to, rồi đồng Trung Quốc, rồi đồng Mỹ Tây Cơ, những của quý nó như ngoại tệ đấy. Thế thì đồng kẽm ấy là cái giá nó nó thấp hơn thế cho nên ấy là người ta có cái lỗ chúng ta để biết đấy là phải dùng cái dây tre đi sâu một cái sâu như thế gọi là một quan tiền để đeo người thường thường người ta vác nhưng mà có nhiều cái khi cái đó rất cồng kềnh có những người đi chợ ấy thì phải mang cả một cái xe cút kít để chở tiền đấy. thế rồi quân lính làm đúc xong đấy thì ngày xưa thì ở đúc tiền đấy thì có thể là đầu tiên là người ta gia công tức là chế độ công tượng như cái kiểu là lính binh lính ấy làm thế sau đó thì nó thấy bức bách quá thì nó làm cho gia công thế rồi thuê vân vân đấy thế thì quân lính ấy là có trong cái thời gian nhiều nhất là có đến hơn 10.000 công nhân kể cả đó. thế rồi là gánh tiền từ đó trở vào thành thế thì cả cái khu ấy bên ngoài có hào thế nhưng mà dần dần ấy là nó bớt đi thì khoảng độ đến năm tám sáu tám bảy tám tám đấy thì cái khu trần tiền đấy nó không dùng nữa và nó mở phố dường như đã có một sự thống nhất rằng vì có xưởng đúc tiền ở vị trí này nên sau đó mới có tên phố là Tràng Tiền. Bởi một tràng tương đương với một cơ sở sản xuất. Tuy thế, cũng có tài liệu ghi chép rằng nhà Nguyễn đã cho lập một xưởng đúc tiền ở thôn Tràng Tiền hay Trường Tiền. Có nghĩa tên gọi Tràng Tiền đã có từ trước khi có xưởng đúc tiền ở đây. Thôn Tràng Tiền thuộc đất làng Cựu Lâu, huyện Thọ Sương, có sách khi tổng đông thọ. Theo địa bạ năm 1837, tổng diện tích bảo tiền cục là 18 mẫu, 7 rào, 14 thước. Tiền tệ đương nhiên là vật trung gian trao đổi mua bán cho một xã hội phát triển. Dưới thời phong kiến, ở nước ta chưa có tiền giấy mà chỉ có các đồng tiền đúc từ các vật liệu đồng và kẽm. Câu hỏi đặt ra là tiền của nước ta xuất hiện từ bao giờ Giới khảo cổ học đã chứng minh những đồng tiền cổ đầu tiên có từ thời nhà Đinh khi kinh đô Đại Việt còn đóng ở Hoa Lư, từ đó các triều đại đều nối tiếp đều có tiền đúc. Nhưng đồng tiền được xem là đẹp nhất, tiêu biểu nhất có lẽ là tiền được đúc ra vào thời vua Lê Thánh Tông. Ta cùng nghe nhận xét của phó giáo sư Đỗ Văn Linh. Nước ta làm nước đúc, đúc tiền từ sớm. Cũng từ rất sớm từ Lê Thánh Tông từ sớm nữa. Nhưng mà đồng tiền vào loại đẹp nhất nước Việt Nam, chính quy nhất nước Việt Nam, đàng hoàng, trịnh trọng nhất như thế này thì mãi đời Lê Thánh Tông bắt đầu có. Mà Lê Thánh Tông mà đã đúc tiền thì phải đúc tiền của ông ta, Hồng Đức thông bảo, không bao giờ ông đúc khác. Lê Thánh Tông có hai hiệu vua, một hiệu là Hồng Đức thông bảo, một hiệu là quang thuận thông bảo mỗi cái mươi năm và cái đời ông ta đúc tiền thì chỉ có hai thứ tiền quang quang thuận và hồng đức thôi chứ không có đồng tiền được khác nhưng những đồng tiền này thì phải nói nó đẹp quá đi chúng tôi làm cũng thấy nó đẹp quá Tao tôi lấy dao giết các ngữ cạo tôi cậy đi thì đồng tiền nó rõ ràng đẹp đẽ như thế này tôi nói để cho nó thêm ra cường điệu cho em tí tiền của hồng đức thông bảo là đồng tiền đúng mới là đồng tưởng tròn. Chứ còn những đồng tiền khác mà có tròn như của Lý Công Nguồn của nó kia không phải là tiền tròn. Tiền tròn có nghĩa là nó phải là tròn cơ. Như Hồng Đức là tròn thật sự. Trở lại câu chuyện xưởng đúc tiền, thời Nguyễn Sa Long tại khu vực Tràng Tiền đã thành một thông lệ, phàm những đồng tiền được đúc ra vào thời nào đều ghi tên vị vua thời đó, Tiền thời Gia Long cũng đúc nổi bốn chữ Gia Long thông bảo. Thời ấy, bảo tiền cục ở Thăng Long đúc cả tiền đồng lẫn tiền kẽm. Có một câu chuyện khá ly thú là xưởng đúc tiền này không có công nhân là nam giới mà chỉ toàn phụ nữ. Vì sao vậy? Cho đến bây giờ chưa tìm ra một lời giải đáp thỏa đáng nào, hết giờ làm việc qua cổng chị em bị lính gác kiểm tra nên có câu Thứ nhất làm lính trang tiền, thứ nhì được cúng quan hiền kẻ mơ. Hoặc sống làm lính gác trang tiền, chết làm thành hoàng làng mơ. Ngày nay chúng ta sống ở thời điểm quá xa so với thời đồng tiền gia long lưu hành. Câu hỏi thời ấy người ta tiêu tiền ra sao được đặt ra cho một nhà sưu tập tiền cổ. Ta cùng nghe câu trả lời của ông. Với cái tư cách là một người sưu tập tiền thì tôi cũng có đọc sách và qua nghiên cứu thực tế thì tôi có rút ra được một cái kinh nghiệm như thế này tức là các cái đồng tiền mà ngày xưa không có mệnh giá thì các cụ ta thường trao đổi với nhau thứ nhất là một số cái đồng tiền gọi là tiền trinh thế thì nếu mà theo dân gian thì có thể mua gạo mua gà hay là mua mớ rau thì ví dụ những cái đồng tiền trinh này giả sử như một đấu gạo thì người ta mua là bằng 3 đồng tiền trinh hoặc là 4 đồng tiền trinh hay một con gà thì là một đồng tiền trinh Cùng câu hỏi đó, Phó Giáo sư Đỗ Văn Ninh khẳng định. Ta phải khẳng định thế này, đã có tiền là có tiêu pha, có chi tiêu. tiền cái kinh tế quốc gia đã có dùng đến nó để siêu tiêu pha. Và nếu nói nữa, nó cũng có thể để giả lương, giả lậu, rồi làm tất cả mọi thứ. Mà chỉ có cái là đời chúng ta thì không ai sống để mình chứng minh cái sự cái sự kiện cái sự kiện giả tiền bao nhiêu đồng bao nhiêu đồng thế nào người ta cũng đã hỏi chúng tôi rất nhiều giá nó là bao nhiêu thì đáng giá mệnh giá nó là bao nhiêu tất cả chỉ là đại khái. Này. Dường như đã không có một thước đo chính xác nào cho giá trị mặc định của những đồng tiền xưa. Có lẽ vì thế mà giá trị của tiền tệ thời Nguyễn cũng bấp bênh chìm nổi theo thời cuộc và không tránh khỏi những lúc chỉ còn lại giá trị như những vật dụng trang trí không hơn không kém. Tỷ dụ như nó làm những đồng tiền thế này để làm một cái rông đen đóng trong một cái hòm một hòm gỗ của nó nhưng mà đóng vào cái hòm để cho nó chắc chắn vào đây với một lô các người trang trí đẹp nó như là một cái rông đen và đến đời sau chúng ta biết tí sau này được bố mẹ mới đưa cho xem vẫn có đồng tiền đến cái cậy mà chơi cậy ra ba dâm ba đồng đồng to thì làm con cái mà đồng nhỏ là con quân đánh đáo suốt cuộc đời thì con lại còn có công đóng đi đóng lại thành ra một thanh kiếm mà do ông ấy thì ông ấy lại cũng nhặt ở nhà nào đó đấy thì ông vào và người ta làm như thế cho nó vui và khi đó nó trở thành nhân vật trang trí đẹp chứ nó cũng không có ý nghĩa đem ra chợ để bán lấy làm gì cả tiền việt cổ nói chung và tiền thời nguyễn nói riêng về cơ bản có hình thù giống nhau đó là hình tròn dập nổi bốn chữ mặt trước còn mặt sau không có chữ ngoài ra còn một số ít loại tiền đúc hình thỏi chữ nhật có lẽ đây là loại tiền cao cấp hơn, chỉ dùng lưu hành trong cung đình vua quan hoặc tầng lớp thượng lưu. Cũng phải kể đến một số trường hợp đặc biệt, đó là những đồng tiền khổ lớn và cả những đồng tiền bằng vàng. Loại này được đúc ra cho mục đích gì, xin hãy tham khảo ý kiến của nhà sưu tập Hà Đức Hoàng. Về một số cái đồng tiền ví dụ như là cái tiền thưởng thì chẳng hạn như là có thể quan thưởng hoặc là vua thưởng thì cái đồng tiền thưởng này thì nó to hơn những cái đồng tiền trinh Thế cái đồng tiền thưởng này thì thường thường ấy là ở cái cấp theo cái cấp cấp độ, tức là ví dụ trong triều đình thì là vua, vua thưởng cho những cái ông quan hoặc là những cái vị tướng có công với cái triều đại đấy. Thế còn là thưởng ở cái cấp quan, cấp huyện, cấp tỉnh thì là thưởng cho những cái người cũng có công theo cái đóng góp hoặc là cái công sức bảo vệ cái vùng vùng địa phương đấy. Thế thế còn một số cái đồng như đồng Ví dụ như cái đồng tiền vàng khải định này Thì là có thể cái đồng tiền này cũng là một tiền thưởng Nhưng cũng có thể một đồng tiền tiêu Nhưng nó chỉ tiêu ở trong phạm vi của cái cái triều đại trong cung cho dù bắt đầu từ thời Gia Long 1802, dù Thăng Long đã mất vị trí kinh đô, nhưng vẫn là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Đó là lý do giải thích vì sao, ngay sau khi vào Huế, vua Gia Long đã ngay lập tức cho xây dựng một bảo tiền cục nằm ở khu vực Tràng Tiền, nằm giữa trung tâm vùng đất rồng vàng cất cánh